Chào các bạn, nay mình có một lô máy cỏ thanh lý cuối năm tiền từ Tết. Bạn nào có nhu cầu liên hệ với mình, không nhắn tin nhé, điện thoại trực tiếp hoặc là Zalo. Mình dùng một số điện thoại duy nhất là 0973 211 223. Mình hình thức giao dịch của mình hôm nay là ship code toàn quốc. Bạn nào mua hàng thì vui lòng mà xem kỹ nhé trước khi đặt vì giá trị nó cũng không lớn. Hàng không xem kỹ chuyển đi chuyển về thì mệt lắm. Mình cố gắng test cho kỹ. Con số 1. Một con 9 con 6 này. Điều tốc này. Dòng này của nó không có thắng nhé. 13, 14, 15 cấp trượt nhé. Đầu đầu không kẹp nhé. Đảo chiều đưa tốc đầy đủ nhé, không có thắng nhé. Số 1 230k nhé, hai nấc nhanh chậm này. Mình chả hiểu con này là tên nó là cái thương hiệu gì này. Thấy chỉ thấy chữ Nhật này. Đầu autolock 10 ly nhé. Số 1 230k nhé. Bạn nào mua hàng này vui lòng liên hệ trực tiếp số điện thoại của mình là 0973 211 223. Số 2. Số 2 một con này là con Đài Loan. Autolock 10 ly nhé. Đầu đẹp luôn đấy, không kẹt đâu nhé. 5 cấp trượt. Con số 2 này 200k nhé. Con này 7 vân 2 nhé. Này đóng khối pin này hơi lớn, dùng mấy ngày luôn. Số 3. Số 3 là một con Toshiba nhé, 4.8. Con này máy đang rất đẹp. Con này mình không có cái jack ở đây nhé. Nó test bằng cái rác này là mình bao sống nhé. Trăm k đảo chiều có 5 cấp trượt, 1 cấp khoan. Con này là không có điều tốc, bóp là chạy, bóp là chạy. Trông vậy thôi nhưng mà hàng thương hiệu đấy, Toshiba. 200k, số 3. Số 4.
Số 4 là một con Ryobi nhé, một khoan Ryobi có 213 cấp trưởng, một cấp khoan, hai nấc nhanh chậm. Hôm nay mình để cho các bạn 290k nhé. Điều tốc đầu autolock 10 ly nhé. Đảo chiều này. Cấp trượt đấy. Này là 946 nhá. Số 4 290k. GUB. Số 5 là một con Makita 946. Bán ở đây là thân máy vỏ pin nhá. Chết mẹ rồi, xong rồi. Mày quá. Kẹp nhầm cực. Tưởng nó đi tăng cái cò này nhưng không có này. Hai nấc nhanh chậm nhé. Đây, hai nấc nhanh chậm này. Đấy, đây nấc nhanh. Đảo chiều đây. Đầu cũng kẹt nhé. Cái này nó có chức năng là đầu được khóa này. Đấy. Đây là chịu không ra. Có chức năng khóa đầu auto-lock này. Đầu Makita luôn này, có chữ Makita luôn này. Các bạn lôi ra này này. Đấy, lôi ra này là nó chạy. Đầu này đầu 10 ly nhá. Có 5 cấp trượt, một cấp khoan. Thắng đảo chiều điều tốc đầy đủ nhá. Con số 5 này 350k nhá. Máy đang rất đẹp này. Thân máy vỏ pin 350k. Số 5, số 6 này. Số 6 là một con 946 ở Hitachi, con này bố giàu nha. Con này bố giàu này. Đấy. Cái chân pin này nó bị mô ve rồi.
bị mua ve chỗ nào. Để tắt này. Để tắt này. Đạp treo này. Búa này. Con này chạy rất êm nhưng mà đấm lại rất khỏe. Số 6 này nhá, 270k. Thân máy vỏ pin. Số 7 là một con Makita 12V nhé. Điều tóc. Đạp treo. Con này đầu mình đã sơn lại rồi nhé. Số 7 này 330k nhé. Đạp treo điều tóc thắng đầy đủ nhé. Chất búa này. Tê tay luôn đấy. Phun chức năng nha. Số 7 330k, thân máy vỏ pin Makita. Số 8 nha. Số 8 là một con Đài Loan. Số 8 là 190k nhé. Đầu auto lock 10 ly nhé, không kẹt đâu nhé. Đầu đang rất đẹp, máy gần như mới. Con này nó vỏ pin rất khủng. Máy này là máy 12V nha các bạn nhé. Có 8 cấp trượt, 1 cấp khoan. Số 8 là 190k, thân máy vỏ pin. Số 9. Số 9 lại là một em Makita.
Con này nó đang bị một cái ổ bi cái gì kêu. Con này bạn nào lấy thì mình sẽ xử lý được cái hiện tượng này nhá. Số 9 này 330k nhá. Và đến tay các bạn là ngon lành hết. Đảo chiều. Điều tóc này. Búa này. Ba trăm ba mươi k con số 9. Số 10. Số 10 là một con Black Tiger. Black Tiger con này chân pin này sâu lắm, khó kẹp lắm. Con này chân pin sâu quá, rất khó kẹp. Đầu không kẹt nhá, đầu autolock 10 ly. Đảo chiều này. Thắng đảo chiều điều tốc đầy đủ nhá. Số 10 là 390k. Và Black Tiger 12V. Số 10 390k thân máy vỏ pin. Số 11. Số 11 là một con gì đây? Evolve 946. Tóc này. Điều tốc đảo chiều nhé, không có thắng rồi nhé. Số 11 200k nhé. Số 12 là một con Toshiba nhé. Là một con Toshiba. Con này chân pin này rất khó kẹp. Chân pin này nó bị chìm. Mình dí đây mình giữ đây nhé. Hơi khó làm.
có điều tốc, có đảo chiều, hai nấc nhanh chậm, không có thắng, 5 cấp trượt, 1 cấp khoan. Toshiba con số 12 là 250k. Thân máy vỏ pin. Cuối cùng là con số 13. Là một con Makita. Thắng đảo chiều đưa tốc đầy đủ. Số 13, 330k. Đầu là mình đã sơn lại rồi nhé. Nó chả ảnh hưởng gì cả. Cái này nó rất là cứng. Không hề dơ lắc. Số 13, 330k. Thân máy vỏ pin. Video của mình đến đây là kết thúc. Bạn nào có nhu cầu mua hàng thì liên hệ trực tiếp số điện thoại của mình 0973 211 223. Nếu cần test máy lại thì kết bạn Zalo, mình sẽ test chi tiết. Nói chung là mình test quá kỹ rồi. Nhận ship code toàn quốc. Bạn nào mua hàng thì vui lòng xem cho kỹ. Nhớ ấn đăng ký kênh để ủng hộ kênh cho mình. Ấn nút đăng ký, chữ đăng ký màu đỏ bên tay phải màn hình các bạn. Và nhớ ấn chuông thông báo để nhận được những video sớm nhất. Rồi, chào các bạn nha.